Chào các bạn nha. Buổi học hôm trước chúng ta đã cùng nhau thực hiện bài vẽ một vườn hoa có bông hoa 5 cánh đúng không nào? Tuy nhiên là mình thấy có nhiều bạn comment ở phía dưới là vẽ hoa này khó quá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ một loại hoa khác dễ hơn nhé. Còn có tên là hoa tulip các bạn ạ. Ok, mình cất bài này đi nha. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình đầy đủ các dụng cụ học tập như sau. Ở đây có bút màu nè. Bút màu nè và bút màu nè. Các loại màu. Chúng mình ngồi thẳng lưng nhé. Lấy cho mình bút màu đen để chúng mình bắt đầu thực hiện bài tập ngày hôm nay thôi. Nhớ là cầm bút bằng tay phải và cầm bằng ba đầu ngón tay các bạn nha. Rồi, cái loại hoa nào mà dễ vẽ nhỉ? Hoa tulip mình vừa giới thiệu đúng không nào? Các bạn chỉ cần thực hiện vẽ cho mình như sau. Vẽ những đường cong cong giống như là một cái ly như thế này này. Sau đó chúng mình đưa xuống. Vậy là chúng ta đã có một bông hoa đầu tiên. Tiếp theo, bông hoa thứ hai cao hơn bông hoa đầu tiên. Chúng ta cũng thực hiện như vậy nhé. Tiếp theo là bông hoa thứ ba, mình vẽ ba bông hoa thôi các bạn nha. Mình phải vẽ lá đó cô. Rồi, với những bông hoa tulip này, lá của nó sẽ không phải là hình tròn giống như là bài cũ nữa, mà lá của nó sẽ là những cái hình, những cái đường dài, nó lá dài 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 nhá, nhọn nhọn các bạn nhá. Một cái lá tiếp theo. Một cái lá nữa nè. Và bông hoa còn lại nha. Các bạn nhớ vẽ đường gân cho những cái lá các bạn nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong bài ngày hôm nay, đó là vẽ một vườn hoa tulip các bạn ạ. Rồi, phần này chúng ta sẽ cùng nhau tô màu giống như là hoa đang mọc ở dưới đất nhé. Và tiếp học ngày hôm sau chúng ta sẽ cùng nhau tô màu cho bức tranh này nha. Hẹn gặp lại các bạn trong tiếp học ngày hôm sau. Bye bye.